chó mà đẻ ra con nào nó chết á là nó cắn luôn anh em à. Mình lai thành công rồi, con này đẻ ra là mất liền à, mình có canh rồi. Thì được bốn em. Bốn em. Mẹ nó là Bạc Rê Lai. Cha nó là Phú Quốc Thùng nha anh em. Cha nó ông Phú Quốc Thùng, để lên cho quay chó cha cho anh em xem. Mình vẫn chưa hiểu là nó đẻ 5 con anh em, nhưng mà một con yếu nhất chết, đẻ ra là chết liền, mình thấy chết liền thì nó lại đẻ ra là chết liền luôn mẹ, đẻ ra con thấy là chết liền luôn, thì nó cắn luôn, nó ăn con nó. Mình cũng chưa hiểu lý do như thế nào, tại đây là lần đầu tiên mình đỡ đẻ anh em. Thì nó chết rồi, đẻ ra mình thấy chết rồi, hình như nó yếu quá, nó nằm ở trong cuối cùng. Còn bốn em kia thì nó khỏe khỏe mạnh anh em, con nào cũng có sấy nha anh em, con nào cũng có sấy, nó sấy nè, lai từ ba của nó ra, con nào cũng có sấy rồi. Cái gì cập nhật tình hình anh em sao? Mình nghĩ là giống này sẽ đẹp đó anh em, tại con này là Bạc Rê lai với lại con gì đó cũng Bạc Rê luôn nhưng mà giống khác anh em, của bạn mình cho nó là con cái. Còn lai Phú Quốc là sẽ có sấy đó, mình thích cái sấy của Phú Quốc, mình vẫn giữ lại được cái sấy của Phú Quốc mà không hiểu tại sao nó ăn con nữa. Hôm qua cả đêm mình đỡ đẻ cho con Su á anh em, hôm nay mua đồ bồi bổ cho nó. Bình thường nó cũng ăn mấy này thôi, bữa nay mình mix thêm cho nó xúc xích với lại trứng, bình thường nó chỉ ăn phô mai thôi đó. Thì mua đồ bồi bổ cho nó, bây giờ lên thăm nó anh em, nguyên đêm đúng là mệt luôn anh em. Rồi hồi tối quay nó không có rõ anh em, tại vì mình phải mắc đỡ đẻ cho nên mình quay không có nhiều. Rồi cắt đây, vô đây quay rồi. Rồi mình bổ sung cho nó thêm trứng nè anh em. Rồi ăn đi con. Trứng cơm đầy đủ, chỗ ở nó trên sân thượng nó, nhưng mà tại vì nó đẻ thì nó xuống đây là 6 con rồi, 6 con rồi. Được rồi, ăn nằm xuống cho con bú đi. Con này là bạn của mình, là nó lai giữa Bạc Rê với lại con Simon xe gì đó, thì nó lai ra con này thì mình thấy đẹp quá, mình sinh lúc còn nhỏ, mình nuôi lúc còn nhỏ tới giờ rồi. Bây giờ mình thích con này, mình lai lại Phú Quốc Thùng nha anh em. Ơi đạp con xuống đây đẹp không anh em? Đó, tuyệt vời. Được rồi, tao mượn tao quay xíu sọc nè, sống lưng nè, quay cận sống lưng nè, đã không, đã không, đã không Thành, đã không, phá lai à, đã. Con này là con đầu đèn nè, mình đỡ đầu tiên luôn á, đẻ 7 con nhưng mà một con mới đẻ ra là nó không có di chuyển. Đây bắt cho anh em thêm một con sống lưng nữa. Bạc Rê Lai Phú Quốc đó. Rồi vô đây hết rồi, được rồi con, thì cho nó ở đây. Mà lần đầu tiên mình đỡ đẻ trong đời luôn á, quay clip lại kỷ niệm, lần đầu tiên là mình đỡ đẻ cho tụi nó và cũng là lần đầu tiên cái giống này mình like ra luôn á anh em. Mà chia buồn với anh em á, là nếu anh em mà cần á thì đợt sau nha, đi lên lầu đi Su, đợt sau mới cho được anh em. Đợt này thì khách anh em á đặt hết rồi, anh em đặt hết rồi, đợt sau đi, đợt này có chỉ có 6 em thôi mà anh em đặt hết rồi. Su ơi, Su, đi lên lầu đi. Đi, đi lên lầu đi toilet đi. Có cái giống đặc biệt con này á là rất là nghe khẩu lệnh, nó nghe khẩu lệnh giỏi lắm. Còn con Phú Quốc á, nó hơi lì, nó chỉ sợ mình thôi. Trên đây là chỗ chơi nó hơi bừa bộn nha anh em. Cho mày thêm miếng nè. Phú Quốc á, cái giống của nó là săn bắt, săn bắt rất là, săn bắt rất là giỏi. Rồi qua đây, cô đang quay clip này, săn bắt rất là giỏi. Nó bắt chuột, bắt mèo, bắt gì, bắt mấy con vật là rất là giỏi. Lu qua đây quay clip luôn, lu lu
bữa giờ nó không gặm su á. À, nó bắt chuột rất là giỏi, nhưng mà bị cái là nó rất là tăng động, rất là phá. Cho nên mình xích lại, nhưng mà anh em yên tâm, thứ bảy chủ nhật á, mình có bán tải, mình vẫn chở nó đi về. Tại mình có một cái căn nhà sân vườn, còn mình nuôi nó, tụi nó ở đây để tụi nó coi nhà anh em. Ở đây là cái cơ sở của mình kinh doanh á, mình nuôi cho sân thượng để cho nó coi nhà coi đồ, thì sẽ có người dọn dẹp hết cho đầy đủ anh em, nên lúc nào cũng sạch sẽ đó, nó không bị stress đâu. Lưu qua đây luôn, qua đây con. Nó thấy con su rồi, vậy rồi con su đi xuống đi, đi xuống su, đi xuống su, đi xuống đi, đi xuống dưới, đi lên lần này trời nó vui quá, đi xuống dưới đi, lì lắm đó. Đây nè anh em. À, con này mình mua, anh em nói mua hơi mắc anh em, con này thì mình mua thuần luôn anh em. À, giống ba của nó là thi đấu gì đó, con gì á quên bà rồi, thi đấu là gần cả 100 triệu con. Con này mình mua lúc còn nhỏ là 6,5 triệu mình mới thuần ra được, tại mình mua giống thuần nó lai nó mới ok nè anh em. Nè quay ở đây sống lưng nè, đẹp anh em, chơi chó kiển đây, nằm im coi nè. Đó, nó thấy con su lên là nó hà rứa à, lưỡi là lưỡi đớm luôn nha anh em. Im rồi, không cho coi lưỡi. Hay hay hay, im lì ha. Lâu ngày nó mới gặp lại á anh em. Đó đó lại mình chưa biết, bây giờ phải cho con nó lớn mình mới biết là cái màu nó như thế nào. Su lâu qua đây luôn, qua đây sao mày kẹo không su rồi á. Lâu quá nó không gặp, lâu quá tụi nó không gặp nhau, tụi nó ấy bữa giờ mới 2-3 ngày không gặp mà cái gì đó. Rồi thôi mình xuống quay mấy con coi. Không biết nó ra thế nào, đẹp không, thì cơ bản này mình thấy sơ sơ là mấy con nó màu xám xám rồi anh em. Nói chung ở nhà nào mình cũng có 1-2 con chó anh em, để cho nó giữ nhà. Mấy con này giữ nhà tốt lắm. Mở đèn lên, mở đèn ra. Mình nuôi sân thượng rất là mát, rất là dễ thương. Về bữa mình sẽ quay cập nhật cho anh em, mình sẽ cập nhật cho anh em là nó lớn nó sẽ như thế nào. Đây là cái giống chó đầu tiên mình lai tạo thành công anh em, bẹt rê lai với lại phú quốc thùng ra. Mấy con này nó có vợ, nó có sọc nè đúng không anh em, nó có sống lưng, nhưng mà có những con nó thuần sống lưng. Mấy con này thì nó bị lai nữa ha, đẻ ra thì nó bị lai, có những con thuần sống lưng. Thực sự nuôi mấy con này tốn kém anh em. Thùng sống lưng đã lắm anh em, ruột đã lắm, rất là cute, phô mai que luôn. Hôm qua là đỡ ra như con chuột sáo bé đó. Này giờ đợt sau đi, nếu như đợt sau để đợt nữa thì mình mới tặng anh em được, còn bây giờ ở đây là có người đặt hết rồi, toàn là bà con dòng họ đặt không anh em. À thì nghe mình nói like ra cái dòng này vậy á, thì người ta có thích, người ta xin nè, toàn là dòng họ không à. Nếu dư là mình sẽ tặng cho anh em quý mến nữa, đẹp không. Con này là đầu tiên nè, hai con sọc á là anh đỡ ra là con này là đầu nè, con sau nè, rồi xuống nè. Su vô đây, su vô cho con bú đi. Su đi đâu vậy, vô. Nó chui xuống đây vậy á, xong rồi mình sẽ dọn dẹp, chừng nào con nó lớn rồi cho nó lên trên. Cho nó lên trên gặp ba. Rồi được rồi. Vô đây ăn nữa không? Cái này phô mai hả? Cho ăn hương dâu đi. Ăn bữa giờ ăn chiên ngán à. Thường thường mấy anh em mình nuôi chó là kiểu mình sống tình cảm thôi anh em. Nói chung đã con chó mà mình đối xử nó ấy rồi thì đối với con người thì mình sẽ đối xử còn hơi hay hơn nữa, hiểu không? Nó sẽ là từng cung bậc. Từ từ thấy có bầu, thấy cưng đẻ rồi, thấy cụ cưng rồi, thấy không thích mùi dâu hả.
Rồi anh em, thôi mình ốp đây, mình sẽ cập nhật cái bầy chó sau nha. Nếu như những anh em thích chó mình sẽ cập nhật sau. Đó. Ở Sài Gòn phải rộng rãi mới nuôi được anh em, chứ chật không nuôi được tụi nó. Mình còn một căn nhà sân vườn nữa thì mình có chèn vô đó cho anh em coi á, mình vẫn cho tụi nó về đó chơi. Còn nhiệm vụ của nó ở đây là phải coi nhà hàng đêm. Người vô lại sủ luôn nè, người vô lại sủ. Rồi, vô đây hết rồi. Rồi, bye bye anh em ha. Hôm qua là một ngày cực kỳ mệt mỏi luôn á, đỡ đẻ cả đêm luôn. Nó đẻ không phải là nó đẻ một lần, nó đẻ ra 6 đứa luôn anh em. 6 giờ nó đẻ một con, 5 giờ mấy 6 giờ đẻ một con, 7 giờ đẻ con nữa là mình nghĩ là đẻ hai con rồi, ok đẹp rồi. Qua 8 giờ mấy nó đẻ một con nữa, 9 giờ mấy nó đẻ một con nữa, là 4 con rồi đúng không? Rồi 10 giờ là đẻ lọt một lúc hai con, một lúc hai con luôn, là lúc đó 7 con. Là một con đẻ ra là nó như cái clip đầu mình đẹp á, một con đẻ ra là nó không có cái gì luôn. Một con đẻ ra là nó không có cử động luôn, nói chung là nó chết từ lúc đẻ rồi đó, là còn cuối cùng 6 con. Rồi thôi mình nhường ổ lại cho nó ha anh em ha. Nhường ổ lại cho nó nuôi con. Rồi bye bye anh em ha.